Chào mừng các bạn đã trở lại với Hello Hào và Mix It Up, kênh YouTube hướng dẫn và chia sẻ về văn hóa thế giới uống bằng sự trải nghiệm, và người đó chính là Hào. Cocktail chính ngày hôm nay sẽ mang một cái tên rất là rùng rợn, Xác Chết Sống Lại, Corpse Revival Number 2. Corpse Revival Number 2 là một trong những classic cocktail mà Hào đã học được qua những người bạn bartender của mình. Và Hào nhớ cho đến ngày hôm nay bởi vì đối với Hào đây là một những cocktail rất là phức tạp, bởi vì nó có rất là nhiều thành phần. Và phức tạp hơn nữa là khi mà mình thử cocktail nữa, các bạn sẽ thấy được một cái điều rất là ngộ là với rất là nhiều thành phần nhưng mà cái tổng hợp, cái hợp nhất của cocktail này nó trộn lại với nhau rất là thống nhất. Khi mà bạn uống một ngụm thì bạn lại muốn uống thêm một ngụm nữa. Đây có thể gọi là gin cocktail base, nhưng mà thực sự đây là một cocktail nó đến với lại tất cả loại thứ là equal parts, tất cả mọi thứ bằng nhau, chỉ có riêng là absinthe là dùng để cuối cùng để mà rinse, có nghĩa là để tráng cái miệng ly thôi. Và những thành phần chúng ta cần để làm Corpse Revival Number 2 là gin, lý lẽ, Cointreau, absinthe. Và một thành phần không thể thiếu đó chính là nước chanh vàng. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm món cocktail Corpse Revival Number 2. Six foot four Balenciaga all black, stretch Bugatti and it's sitting on me. Oh, something like that. Running like track, freak like me, got me bending my back. Got that gas, and he holding it fast, and he's looking at that ass. Think I let him grab it? I'm a pretty young savage out here causing havoc. He got that gas. Got my number so we know where I'm at. 100 on bands cause I'm sitting on fat. Like a mouse to my trap, I got the cheese like that. Dripping with the sauce, you can eat like that. Got that gas, and he holding it bags, and he's looking at that ass. Think I let him grab it. I'm a pretty young savage out here causing havoc. Baby got that gas. Got that feng shui. It looks fun, I wanna come play. Friday, Saturday, and Sunday. It's the weekend, tell me what you want, babe. It's a beautiful situation. No, I don't need no invitation, cause I'm already on it. I want it. Fill her up, I wanna pump it. I got that gas. And he's holding it fast. And he's looking at that ass. Think I let him grab it. I'm a pretty young savage. Out here causing havoc. And he got that gas. Đi vào lịch sử của cocktail này, Hào sẽ giới thiệu các bạn một cái cụm từ tên là a hangover cure, có nghĩa là một cái loại thức uống mà có thể giúp giải rượu, nhưng mà thực sự là sẽ không có giúp giải rượu mà sẽ làm cho mình xỉn hơn. Vì các bạn, hangover có nghĩa là mình bị ngày hôm sau mình bị mệt sau khi mà uống quá nhiều rượu đó, thì gọi là hangover, cảm giác bị nhức đầu, bị lờ đờ, thì đó là cái cảm giác gọi là hangover. Thì bên này á, vào những năm 1800, khi mà những quán bar họ đều có cái The Corpse Revival riêng của họ, những cocktail riêng của họ để mà cho những cái thực khách mà ví dụ như là Hào đi đến một quán bar đó, họ uống nhậu xỉn cho đến tối luôn, cái xong cái ngày hôm sau họ quay lại họ vẫn còn bị hangover từ cái buổi nhậu đêm qua, thì họ sẽ gọi cái The Corpse Revival của quán bar đó. Cho nên là cái The Corpse Revival các bạn sẽ có thể thấy đó là năm số 1, số 2 và số 3 là Corpse Revival number 1, number 2, number 3. Nhưng mà những cái mà mình biết được ngày hôm nay đó thì đã được viết cho một cuốn sách bởi một cái người bartender mang tên là Cadoc
Harry Caddock. Năm 1930, ông đã cho ra được cuốn sách The Savoy Cocktail và Coupe Survivor Number 1 và Number 2 là được viết trong cuốn sách đó, bởi vậy mình mới có cái cocktail ngày hôm nay. Còn những cái Coupe Survivor là một cái term, một cái cụm từ dành cho những cái quán bar ngày xưa vào năm 1800 để mà tạo, họ cũng không biết là họ có thể là tạo một cái sự thú vị để có thể bán thêm nhiều cocktail, hay là đó là một cái dành cho những cái người ngày xưa, bởi vì ngày xưa các bạn biết là ở nước Mỹ là nó có một cái thời gian gọi là depression, và một cái thời gian là tất cả các loại liquor, những cái loại rượu bia đều bị cấm trên toàn nước Mỹ, và những cái người mà uống rượu bia là phải đi vào những cái speakeasy. Nếu bạn biết cái speakeasy có nghĩa là những cái quán bar nhỏ mà mở bước vào sẽ là một không gian khác, nhưng mà sẽ có một cái lối nhỏ dẫn, và bạn phải nói được những cái cụm từ từ khóa để mà bạn có thể đi vào quán bar đó, bởi vì nếu không là họ sẽ bị bắt. Thì ngày xưa là rượu bia rất là có thể gọi là khan hiếm trong cái thời đó, nên là người ta tìm mọi cách để mà có thể thưởng thức được alcohol, bởi vì ngày xưa bartender được gọi là một người nghệ sĩ giải trí, giải khuây, bởi vì họ làm những cocktail dành cho những người thực khách của họ. Khi mà có những một cái ngày làm việc vất vả hay là những cái stress, đến một quán bar ngồi và xem những người bartender biểu diễn làm cocktail thì đó là một cái nơi để họ thư giãn. Cho nên là các bạn có thể thấy là những cái quán bar mà sang trọng, mà những cái người bartender mà mặc đồ thật là đẹp ha, rồi họ biểu diễn thì đó là một cái hình nghệ thuật vào những năm 1900. Và điều là bạn có thể tìm thấy những cái điều mà khi mà họ đi về Việt Nam chơi đó, thì họ gặp thấy những cái bạn bartender làm những người bar đó, thì những bạn bartender đó là đang thể hiện lại cái điều đó ở nước Mỹ ngày xưa. Nói về một chút về Coupe Survivor Number 1 ở trong cái cuốn sách của Harry, thì Coupe Survivor Number 1 là nó sẽ có cognac, Calvados hoặc là apple brandy và sweet vermouth. Thực sự với các bạn là họ thích Coupe Survivor Number 2 hơn, tại vì nó có nhiều cái, giống như hồi nãy họ nói đó, nó có nhiều cái sự đan xen giữa các mùi vị cũng như là các loại rượu với nhau, tạo nên một cái hợp thể rất là phức tạp trong cái miệng của mình khi mà mình thưởng thức cái loại cocktail này. Nếu mình đến nói về Coupe Survivor Number 1 thì vẫn có người thích cái điều đó, nhưng mà họ nghĩ là mình có Manhattan thì nó có bourbon và sweet vermouth cũng như là bitter thì nó sẽ có vẻ như là ngon hơn khi mà mình làm với lại cognac. Hai cái loại liquor này thì nó cũng là gọi là brown liquor thôi, nhưng mà họ sẽ prefer, họ sẽ thích bourbon hơn, nên họ sẽ chọn là Manhattan thay vì là mình sẽ kêu một cái Coupe Survivor Number 1. Một điều đặc biệt là họ đã làm trong cái tham khảo của mình ở trên mạng đó, thì cái giống như hồi nãy họ nói đó, The Coupe Survivor là một cái term rất là đặc trưng từ có những năm 1800 rồi, nên là trên những cái báo Mỹ á, nó có rất là nhiều, qua nhiều thời gian là vào khoảng 1867, 61 là có một cái bài báo nó viết một cái recipe, một cái công thức khác. Rồi 1867 là có một bài báo viết công thức khác. Rất là tiếc là họ không có thể nào mà copy cái bài báo đó mà để trong cái YouTube của mình được, là tại vì sẽ có về phần tác quyền. Nên là họ chỉ muốn chia sẻ với các bạn thôi là đây cũng là một những cocktail mà mình uống rất là cổ xưa, phải không? Như bạn xem cái tập vừa rồi họ làm về Sazerac á, thì Sazerac là một cocktail đến từ 1800, thì có lẽ như là những cái loại mà classic cocktail của mình uống hiện tại bây giờ nó đã có một cái khoảng thời gian sống với thời gian rất là lâu rồi, phải không ạ? Nên là họ cảm giác như là giới thiệu với tất cả các bạn những cái loại classic cocktail này là một trong những cái điều mà rất là vui và rất là hạnh phúc, bởi vì đây là những cái kiến thức mà mình học hỏi được qua những cái người làm trong nghề với nhau và chia sẻ lại với nhau. Và ngoài ra thì nếu bạn không phải là người làm trong nghề thì bạn là một người yêu thích cocktail thì bạn có thể tìm hiểu về cái vấn đề này và bạn có thể biết là mình đang uống gì, và bạn có thể trở thành một người sành điệu về cocktail. Một tip, những cái tip dành cho các bạn bartender đó, thì khi mà làm cái này thì bạn sẽ dùng absinthe để tráng cái ly ở khúc cuối, giống như là Sazerac, thì khuyên các bạn nên để một chút xíu absinthe còn ở trong ly, đừng có đổ ra hết, bởi vì cái absinthe nó sẽ làm cho cái vị cộng hưởng cũng như là tăng cái độ balance, cái độ
cân bằng của cocktail này. Và đến đây cũng đã hết rồi, xin cảm ơn tất cả bạn đã xem hết cái tập này. Các bạn có yêu thích Hào thì nhớ là để lại nút like, nè, subscribe và cũng như là chia sẻ về cái video này cũng như là cái kênh của Hào giúp Hào các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở tập tiếp theo của Hello Hào. Bye bye.